Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, mục tiêu đặt ra của đơn vị vận tải đường sắt Hà Nội trong năm 2024, doanh thu tàu khách tăng trưởng 6% cho cả năm. Nhưng chỉ trong hơn một tháng cao điểm Tết vừa qua, hành khách đi tàu đã tăng 12%, doanh thu tăng trưởng 10% so với cùng kỳ Tết năm trước. Đến nay, mặc dù qua mùa cao điểm, nhưng nhu cầu đi lại của người dân vẫn tiếp tục tăng cao. Hàng trên tàu, chúng tôi đã đưa các đoàn tàu chất lượng cao và phục vụ như là đoàn tàu SM1920. Chúng tôi đã thuê cái đơn vị làm vệ sinh chuyên nghiệp lên tàu phục vụ trên tàu 1920. Do vậy là chất lượng phục vụ cũng rất là ổn và cái phản hồi của hành khách đi tàu trong cái dịp Tết vừa rồi rất là tốt. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, các chương trình khuyến mãi, giảm giá vé, chất lượng dịch vụ tốt và đưa các chính sách linh hoạt cho khách hàng lựa chọn là cách làm không mới nhưng luôn mang lại hiệu quả. Đặc biệt, ngành đã tập trung xây dựng hình ảnh nhận diện với việc liên tiếp ra mắt chương trình, sản phẩm độc đáo, gắn với du lịch và với mục tiêu đánh thức di sản đã và đang đem lại hiệu quả cao. Phải nói là tỷ lệ tàu đi đến đúng giờ, đặc biệt là tàu đến đúng giờ thì tăng kỷ lục từ trước đến nay, tức là hơn 92-93%. Thế thì do là chúng tôi chuẩn bị được cái biểu đồ chạy tàu rất là phù hợp. Thứ hai nữa là cũng phải nói là các cái công trình thi công trong các cái gói dự án như là 7.000 tỷ chẳng hạn thì cũng đã được thi công và bàn giao. Ngành đường sắt tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nâng sản lượng, doanh thu vận tải, đặc biệt dịp hè sắp tới như tận dụng tối đa năng lực chạy tàu, thực hiện nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, nhiều chính sách để thu hút các đối tác thuê nguyên toa, nguyên chuyến từ các doanh nghiệp, tổ chức du lịch.